Phật dạy thiện nam tử, này ông có nói ra sáu nghĩa như vậy, vì sao không lấy nghĩa thứ nhất rốt ráo là không để ví với Niết Bàn, lại dùng nghĩa thứ hai là có lúc không? Thiện nam tử, bản thể của Niết Bàn xét đến rốt ráo không do nơi nhân, cũng như không có cái ta và vật của ta. Thiện nam tử, pháp thế gian và Niết Bàn không hề đối đãi nhau, nên không thể lấy sáu việc trên mà so sánh. Thiện nam tử, tất cả các pháp đều không có ngã, nhưng Niết Bàn là chân thật có ngã. Vì nghĩa ấy nên Niết Bàn không do nơi nhân, mà bản thể là quả, là nhân mà chẳng phải quả, đó gọi là tánh Phật. Vì chẳng phải do nhân sanh ra, là nhân mà chẳng phải quả, là vì không phải quả sa môn nên gọi là không phải quả. Vì sao gọi là nhân? Vì Niết Bàn là nhân thành tựu. Thiện nam tử, nhân có hai loại, một là nhân sanh ra, hai là nhân thành tựu. Thường sanh ra các pháp, đó gọi là nhân sanh ra. Ngọn đèn làm sáng rõ mọi vật, khiến người nhìn thấy được nên gọi là nhân thành tựu. Các phiền não trói buộc gọi là nhân sanh ra. Cha mẹ của chúng sanh sanh ra họ gọi là nhân thành tựu. Như hạt giống ngũ cốc gọi là nhân sanh ra. Các điều kiện đất nước phân bón làm cho lớn lên gọi là nhân thành tựu. Lại có các nhân sanh ra như do tu tập sáu pháp ba la mật mà đạt được an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Lại có nhân thành tựu như nhờ thấy tánh Phật mà đạt được an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Lại có nhân thành tựu như nhờ tu tập sáu pháp ba la mật nên thấy được tánh Phật. Lại có nhân sanh ra như do tu tập pháp tam muội thủ lăng nghiêm mà đạt được an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Lại có nhân thành tựu như nhờ tu tập tám chánh đạo mà đạt được an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Lại có các nhân sanh ra như do đức tin mà đạt được sáu pháp ba la mật. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thừa hỏi: Thế Tôn, như Phật có nói việc thấy Như Lai và tánh Phật, nghĩa ấy thế nào? Bạch Thế Tôn, thân Như Lai không có tướng mạo, không dài không ngắn, không trắng không đen, không có xứ sở phương hướng, không ở trong bà cõi, chẳng phải tướng hữu vi, chẳng phải do nhãn thức nhận biết được. Vậy làm sao thấy được thân ấy? Tánh Phật cũng giống như vậy, làm sao thấy được? Phật dạy: Thiện nam tử, có hai loại thân Phật, một là thường, hai là vô thường. Thân Phật vô thường là vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh, nên Như Lai dùng phương tiện mà thị hiện, đó gọi là dùng mắt thấy được. Thân Phật thường tồn là thân giải thoát của Như Lai Thế Tôn, đó gọi là dùng mắt thấy, cũng gọi là nghe biết mà thấy.